bên này, các nam thanh niên đang mệt mỏi sau trận bay lắc và làm việc với cơ quan công an. Phía bên này, các thiếu nữ miệt vườn cũng bơ phờ sau đêm phê pha không ngủ. Ngày 12 tháng 1 năm 2020, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang điều tra xử lý hàng chục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Tân Lý Tây và Công an xã Tân Lý Đông bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Phi Hùng 2 và quán karaoke Tường Vi trên địa bàn huyện. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 42 thanh thiếu niên, đa số đến từ các tỉnh như Long An, An Giang, Cà Mau, đang lắc lư trong tiếng nhạc có biểu hiện phê ma túy. Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện Châu Thành và kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có 34 người, trong đó có 6 nữ, dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản quán karaoke Phi Hùng 2 với lỗi hoạt động quá giờ quy định, không đăng ký tiếp viên. Theo hồ sơ trước đó, karaoke Phi Hùng 2 từng bị cơ quan chức năng lập biên bản và đình chỉ hoạt động 30 ngày với nhiều lỗi vi phạm, trong đó có lỗi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.